Hưởng ứng đợt phát động cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an huyện Văn Giang đã triển khai chương trình giao nộp vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhận bình chữa cháy và đã được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Sau một tháng phát động đến nay, toàn huyện đã thu hồi 4 khẩu súng tự chế, 10 lựu đạn, gần 14 kg pháo nổ và 11 vũ khí thô sơ. Lực lượng chức năng đã quy đổi và trao 23 bình chữa cháy cho người dân địa phương. Sau khi giao nộp vũ khí và liệu nổ để nhận bình chữa cháy, người dân được cán bộ công an hướng dẫn cụ thể và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Đây là hình thức tuyên truyền sáng tạo, dù mới được triển khai nhưng đã được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.